Vâng, em xin chào các anh. Em bàn giao cái con Sony MD717 này cho anh khách ở Vĩnh Phúc. Anh đã lấy bộ dàn này nhé. Này. Cái này ấy, căng bị cắm ngược nhé. Này. Này. Sony 717 đây anh nhá. Đây con Sony 717 của anh hôm trước nhà em có quay cách đây khoảng mấy hôm. Đấy, thì anh chốt cái bộ dàn này thì đây em quay lại cho anh nhé. Này. Này. Đấy nhá. Thì con 717 này thì nó sẽ full chức năng nhá. Bây giờ em sẽ test cho anh các chức năng của nó này. Còn em cũng xin nói luôn là cái này là giá này là em bán chủ yếu là nhà em bao chạy công suất để về cắm điện thoại, cắm máy tính nghe nhạc thôi. Đấy còn đâu là CDMD em test thêm các bác nhá. CDMD em test thêm và cái con này nó có cổng quang để làm giải mã mồi. Đấy thì cái chức năng này em không bao đâu bởi vì là nó sẽ liên quan đến cái vấn đề là cái mắt này này nó đọc này. Nếu như là chức năng ghi của nó còn đọc được đấy thì nó sẽ giải mã được bằng mồi, còn nếu như ví dụ chức năng ghi nó không đọc nữa thì nó sẽ không giải mã được bằng mồi được đâu, nên là em chỉ biết là em test cái MD cho các bác nhé, xem nó còn lên tiếng hay không thôi. Còn ví dụ như nó về mà nó không có giải mã được bằng mồi nhá thì là em cũng xin nói luôn là em cũng không quan tâm nhá, bởi vì cái chức năng giải mã mồi này thì là dùng nó hơi 50-50 nhá. Đấy MDCD thì em là cũng test thêm cho các bác để xem nó còn chạy hay không thì em báo lại luôn. Còn về thì mắt mũi của nó nói chung là về để dùng đến khi nào nó không dùng nữa thì bỏ nhá. Đấy. Vì cái MD này nó thẳng luôn là sau này ví dụ như mắt mũi nó không đọc nữa thì là cũng không không có cái để thay đâu. Đấy. CD này thì còn có thể thay được. Đây MD vẫn chạy nhá. Ok nha, MD chạy này. Đấy. CD thì để xem nào. Các cái đĩa này đĩa tự ghi em thử xem là mắt mũi nó đọc đến mức nào thôi. Còn đâu là về các bác nếu mà đã muốn dùng đĩa ấy, thì nên dùng các cái đĩa xịn, còn nếu không thì thôi tốt nhất là cứ điện thoại mà cắm. Đấy. Còn cái đĩa tự ghi này thì thực ra là chất lượng đĩa nó sẽ không được tốt cho lắm. Đấy. Nên là nếu như mà mình dùng ở thời gian dài thì nó rất dễ là gây chết mắt nhá. Ok
CD chạy nhá. Đây chế độ FM này. Đấy. Tổ quốc Việt Nam. Đấy, thì con này nó sẽ là FM 90 nhá. Đấy. Cán bộ hội viên. Đấy thì nó về ở đây nó có cái anten này nó kèm ở đây luôn thì là em để lại luôn nhá. Đấy, cái anten đây. Anten thì như anten để treo sao ấy, không thấy có chân đế nhá. Đấy. Người ta cài nó vào đây như này. Đấy. Thì nó về nó có thì em mới để lại nhá. Đây dây AV đây em đã cắm sẵn đây rồi. Đấy. Như đã nói đã hứa với anh là như đã báo ở trước clip trước là tặng 3 dây này với 1 dây điện thoại. Đấy. Dây điện thoại thì đây. Thì ở đây nó có 3 đường để cắm điện thoại máy tính là đường CD DVD này, CSBS này, ND DVD và đường video này thì anh cắm đường nào cũng được nhá. Ví dụ như cắm đường ND DVD đi thì mình sẽ phải chuyển đường ND DVD nhá. Đã nhấn nút khai trương trang thông tin điện tử của Trung tâm Hành động Quốc gia. Đấy, ở đây thì là nó nãy FM 90 nên là ở Hà Nội em bắt được FM 90 này, thì không biết ở Vĩnh Phúc các anh có bắt được cái đấy không thì em không rõ lắm đâu nhé. Nhưng mà nói chung là em cứ test là đấy FM còn đọc nhá. Còn chạy nhá, còn ví dụ như về đấy nó không bắt được thì thôi nhá. Vì cái FM này thực ra nó là FM 90 mà, không phải là chỗ nào cũng bắt được. Tích cực hưởng ứng tháng hành động vì ok thì mà cái đấy thì em cũng đã nói rõ ngay từ clip trước rồi. Nhà em đã nói rõ từ clip trước rồi nhá. Thế này. Đây. Đây chế độ ND DVD này. Đấy, ví dụ như mình không dùng ND DVD mình dùng cổng CSBS cơ. Đấy thì anh cắm cổng CSBS nhé. Này ví dụ này. Đấy nó sẽ ra tiếng được không ạ? Ví dụ nó không cắm ở đấy mà cắm đường video chẳng hạn nhé. Đây. Này. Thì sẽ phải chuyển video nhé. Đấy. Để xem cái cổng này nó có chạy không. Ok nha, chạy hết nha. Hai loa đều có tiếng này. Càng nhìn em đấy nhá. Yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phút em đêm xa xưa nay đã đi vào quên. Ok nhá, thì đấy là con dàn Sony MD717. Thì bộ dàn này thì là nó đã thuộc về bác khách ở Vĩnh Phúc. Đấy. Thì cảm ơn bác đã ủng hộ cửa hàng nhé. Đấy, và đấy, con của bác nhà em đã test này, bàn giao cho bác là nó chạy ok hết nhé. Series của loa nhá là 716 và 715. Đấy. Đấy. 715 716 là liền nhau thì là chuẩn series của một đôi rồi này. Đây. Series của máy là 6674 nhá. Ok chưa? Đấy nhá. Còn bộ tuner với bộ ấy là tuner với lại âm đi là 3142 nhá. Ok. Đấy. Chạy ok hết nhá. Vâng. Em xin chào anh và xin hẹn gặp anh ở những cái sản phẩm khác bên em.